toàn chức pháp sư, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. phim vui vẻ. Tập 25. Ở tập trước, nhóm của Mạc Phàm đã đi ra sau núi để tìm kiếm manh mối cho sự hôn mê của mục ninh tuyết và triệu mãn duyên đúng như họ đã dự đoán ở phía sau núi có một nơi rất là kỳ quái nó giống như một cái tự đường vậy ngả giang đồ vừa mới mở đường ra thì mạc phàm đã nhìn thấy một vật gì đó ở trong đợi đã mọi người còn chưa kịp ngăn cản mạc phàm đã trực tiếp đi tới đưa tay phủi sạch những lớp mạng nhện bao quanh đồ vật kia sau khi phủi sạch lớp bụi đất trên đồ vật kia phát hiện ra đó chính là một cái mõ nhưng điều kỳ lạ ở đây là cái mõ này không nhãn bóng như những cái mõ bình thường trên bề mặt cái mõ này được khắc khắc nhiều hoa văn những nét hoa văn dường như được khắc theo một quy luật nào đó ngoài những đường hoa văn thì trên cái mõ còn có một số dòng văn tự nhìn cũng không giống văn tự nhật cho lắm cái mõ này trông thật kỳ lạ vào thời điểm mạc phàm trông thấy những dòng văn tự này anh ta mơ hồ cảm thấy quen thuộc đặc biệt là những văn tự loằng ngoằng trên đó anh ta cảm giác như mình đã từng thấy qua mạc phàm tò mò đưa tay vào mò thử Ôi mẹ kiếp! Vừa mới sờ tới cái mõ, anh ta liền bị một tia sét màu vàng giật cho té khói, xém chút nữa là biến mạc phàm thành mạc heo quay. Đây là, cấm chế, tương thiểu như ngạc nhiên nói. Mạc phàm cảm thấy cảm thấy ngón tay mình đã tê dại hẳn đi, chính anh ta cũng rất là không thể tin nổi, một cái mõ ở nơi bị bỏ hoang mà cũng được kiểm cấm chế cơ đấy. Kỳ lạ, món đồ này nhìn giống như là một ma cụ, tại sao nó lại được đặt ở một nơi như thế này, Nam Giác nói. Về phương diện ma cụ, Nam Giác là người rất tinh thông am hiểu, cô ấy tự mình đi đến bên cái mõ tinh tế kiểm tra một lượt. Mạc Phàm thì càng buồn bực hơn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, anh ta làm gì đã nghe đến cái tên mõ ma cụ, chiếc mõ ma cụ này thì dùng như thế nào chứ? Chẳng nhẽ khi đánh nhau liền lôi ra gõ và kẻ địch sẽ buông bỏ đao kiếm, lập địa thành Phật sao? Nam Giác đưa tay để lơ lửng trên mặt cái mõ, không có trực tiếp sở vào như con chuột bạch Mạc Phàm. Tia lôi điện màu vàng kia không có trực tiếp phóng thẳng vào tay cô ấy nữa nó lặng lẽ nhu hòa xung quanh đây là một thuẫn ma cụ nhưng nó không đơn giản là chỉ dùng để phòng ngự bên trong nó còn ẩn chứa những sức mạnh khác nam giác nói tôi chỉ muốn biết thứ này có liên quan gì đến việc câu hồn hay không thôi mạc phàm hỏi cái này tôi cũng không rõ ràng mọi người hãy cho tôi một chút thời gian tôi sẽ cố gắng để có thể phá giải văn tự đó vật này cổ lão phi thường tôi cũng chỉ từng thấy ở hàng châu vẻ mặt của nam giác bắt đầu trở nên nghiêm túc phía trước e rằng cũng không có đường bây giờ mà tìm kiếm nữa e rằng cũng vô ích, nếu Nam Giác đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Cấm chế này có vẻ rất mạnh, liệu cậu ấy có giải được không? Tương Thiểu Như cũng là một người có kiến thức, hướng về phía Ngả Giang Đồ lo lắng hỏi. Đối với Nam Giác thì Ngả Giang Đồ vốn hiểu rất rõ, anh ta chăm chú nhìn vẻ mặt Nam Giác rồi mở miệng nói. Yên tâm, trận đồ, cấm chế, cổ chú là những thứ mà cô ấy đã nghiên cứu rất nhiều. Tôi nghĩ sẽ có rất ít khả năng là cô ấy không giải được cấm chế, không biết đã qua bao lâu, bên phía nam giác đột nhiên phát ra một tiếng động, có thể thấy được cô ấy đang rất là chăm chú, thỉnh thoảng còn thấy đôi lông mày của cô nhíu chặt, hiển nhiên là đang gặp phải vấn đề nan giải. Tới bao giờ mới xong đây, tương thiểu như dường như hơi mất kiên nhẫn, cũng may vào lúc này nam giác đã ngừng không kiểm tra cái mõ nữa. Sao rồi, thấy nam giác đã ngừng tay, mạc phàm vội chạy tới hỏi. Mạc phàm không quan tâm đến cái mõ, anh ta chỉ quan tâm là cô gái mi ra ta kia có liên quan tới cái mõ này không thôi mạc phàm cô gái mà cậu đã thấy rất có khả năng là linh hồn yêu linh nam giác nói linh hồn yêu linh đó là cái thứ quái quỷ gì vậy mạc phàm là lần đầu tiên nghe nói đến con mắt mở to đầy kinh ngạc đây là một sinh vật rất là cổ xưa phải mất rất nhiều thời gian để thành hình chắc các cậu cũng biết rồi những ma cụ chúng ta thường sử dụng được chia theo các cấp bậc phàm cấp linh cấp hồn cấp ma cụ linh cấp thường sẽ có linh tính mà ma cụ hồn cấp thì sẽ có linh hồn nam giác giải thích những quy tắc phân cấp này thì Mạc Phàm hiểu, cái này cũng giống như cách phân pháp các loại nguyên tố vậy. Phàm loại, linh chủng, hồn loại. Trong trường hợp rất hiếm, linh hồn yêu linh có thể hóa quỷ và đồng thời những người nắm giữ hồn khí tương tự, hoặc được yêu linh chấp nhận mới có thể nhìn thấy yêu linh. Kỳ lạ thật, Mạc Phàm có thể nhìn thấy yêu linh, nhưng vì sao vẫn bị cấm chế, tương thiểu như thắc mắc. Tôi nào có biết, nếu biết cái tiểu tiện nhân kia là linh hồn yêu linh, rồi luôn, để tôi nhóm lửa nướng cái mõ ma cụ đó, Mạc Phàm lại nổi cơn máu chó, anh ta không muốn do dự nhiều như vậy. Anh ta muốn Mục Ninh Thuyết tỉnh lại ngay lập tức, à, còn có cả triệu mãn duyên nữa. Vậy cũng không được, không có tác dụng đâu, Nam Giác lập tức ngăn cản. Nhưng Mạc Phàm vẫn kiên quyết muốn sống mái với cái mõ đó, làm cho ngả răng đồ và tương thiểu như kéo hết hơi mới chịu dừng lại. Đợi đã, bình tĩnh đi, cậu bốc đồng quá. Thấy Mạc Phàm húng chóa như vậy, Nam Giác liền nói thêm. Nam Vinh Nghê cũng đã nói rồi, muốn hai người họ tỉnh lại cần phải thông qua yêu linh mà cậu nhìn thấy kia. Nếu như cô ấy chết, Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngả Giang Đồ hỏi. Vẫn có cách giải quyết, nhưng sẽ có chút rủi ro, Nam Giác đáp. Ba người mạc phàm một mặt khó hiểu, chăm chú nhìn Nam Giác chăm chăm, như đang chờ đợi biện pháp của cô ấy. Tôi có thể đưa các cậu vào không gian thiên địa của yêu linh. Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đã quyết tâm đi cứu hai người đội viên bị hôn mê. Như Nam Giác đã nói, để hiểu được tất cả những điều phức này, bọn họ cần phải tưởng tượng đây là một thế giới khác, một thế giới của những giấc mơ. Để đối phó với một sinh vật không để lại bóng dáng hay dấu vết nào, bọn họ cần phải bước vào thế giới riêng của nó. Tương Thiểu Như đã làm theo lời của Nam Giác, thôi miên mạc phàm và ngả giang đồ. Nhưng Nam Giác cũng không biết cách chính xác để đưa tinh hoa của họ vào trong cái mõ. Trên thực tế, cái mõ này được sử dụng để có phép thuật của nguyên tố lời nguyền. Lời nguyền này đã hấp thụ linh lực vào cái mõ, bẫy nó vào trong. Và những người Nhật sống ở những nơi này cũng trở nên mê mẩn. Nói là cư dân trở nên mê mẩn thực sự không phải nói quá, sử dụng phép thuật nguyên tố lời nguyền đã giáng một đòn mạnh vào linh lực. Trong lúc bị thôi miên, Mạc Phàm cảm thấy mí mắt của mình trở nên rất nặng, anh ta nhắm mắt ngồi cạnh cái mõ. Nhưng thật kỳ lạ là, vừa nhắm mắt rồi lại mở ra, dường như anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo. Ôi vãi! Có chuyện gì vậy? Hai người họ đâu rồi? Ngả giang đồ cũng đã tỉnh lại. Anh ta đứng dậy nhìn xung quanh, nhận ra rằng nam giác và tương thiểu nhứ cũng đã biến mất cái mõ vừa mới ở đây cũng không còn nữa mới chỉ trong chớp mắt mạc phàm ngạc nhiên nói mặc kệ là như thế nào chúng ta đi tìm bọn họ đã ngả giang đồ nói ừ đi thôi mạc phàm gãy đầu khó hiểu nhưng vẫn bước đi theo ngả giang đồ hai người đi dọc theo con đường từ trong ngôi đền ra nhưng sớm đã nhận thấy rằng nơi này quả nhiên là bất thường họ nhớ kỹ khi đến đây họ đã phải đi qua một con đường đầy cây cỏ những ngọn đèn đã ẩn hiện trong những bụi cây tươi tốt đá lót đường thì phủ đầy rêu xanh nhưng lúc này lối đi hoàn toàn trống rỗng trên bậc đá thậm chí còn không có một hạt bụi chuyện gì đã xảy ra thế mạc phàm hỏi ngả giang đổ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mọi thứ đều rất kỳ quái dọc theo con đường ra đến chùa họ thấy trong chùa giờ đây chật ních người khác hẳn với tình hình của ngày hôm qua chúng ta đang ở đâu vậy mạc phàm hoảng hốt nhìn vào ngôi chùa này ngả giang đổ không có trả lời ngay anh ta nhìn về phía ngôi chùa đang đông đúc người trước mặt rồi nhàn nhạt, nhạt nói mạc phàm rất có thể chúng ta đã tiến vào thế giới riêng của yêu linh kết thúc video chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê view triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia kênh triệu gia